trong 9 cái sao này thì nó có 5 cái sao người ta gọi là 5 sao hung, thì gồm có La Hầu, Kế Đô, Thổ Tú, Thái Bạch và Vân Hán là cái sao hỏa tinh, đúng không ạ? Thì những cái sao này còn những trường hợp là Thái Âm, Thái Dương hay là Thủy Diệu hay là Mộng Đức thì là những cái sao cát thì không có bị ảnh hưởng. Hạn cửu diệu mà anh chị hay biết gồm có 9 cái hành tinh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Tinh, Nhật, Nguyệt và Tả, Phù, Hữu, Bật. Tức là chúng ta gồm có các hành tinh như là chúng ta gồm có là một là mặt trăng, mặt trời, thì chúng ta có Thái Dương và Thái Âm, đúng không ạ? Chúng ta có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ thì tương ứng với cả cái bạch, Thái Bạch Kim Tinh này, rồi Vân Hán này, rồi Thủy Diệu này, rồi Thổ Tú này, rồi Mộc Đức, thì nó đều tượng trưng vào Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cả. Và hai cái sao khởi gọi là sao, hai cái sao để khởi cái bộ này gọi là sao Tả, Phù, Hữu, Bật đấy, thì nó là La Hầu và Kế Đô. Cho nên người ta mới khởi là Nam La Hầu, Nữ Kế Đô, là một sao bên dương và một sao bên âm, sau nó chạy theo cái vòng tuổi. Thì trong phần này thì tôi có mô tả xem là thì trong 9 cái sao này thì nó có 5 cái sao người ta gọi là 5 sao hung, thì gồm có La Hầu, Kế Đô, Thổ Tú, Thái Bạch và Vân Hán là cái sao hỏa tinh, đúng không ạ? Thì những cái sao này còn những trường hợp là Thái Âm, Thái Dương hay là Thủy Diệu hay là Mộng Đức thì là những cái sao cát thì không có bị ảnh hưởng. Thì cái bảng tính được tính như sau. Cái bảng tính được tính như sau, thì căn cứ vào tuổi đẻ hay còn gọi là cái tuổi âm lịch của anh chị. Ví dụ như là cái người mà sinh năm 1980 đi, đúng không ạ? Thì sang năm 2023 thì người ta gọi người đấy là 44 tuổi. Tức là người ta tính một cái tuổi đẻ trong bụng mẹ, tính từ cái lúc mà cái ADN bắt đầu nó được sinh ra ấy, bắt đầu kiến tạo ấy. Thì người ta tính từ lúc đấy, mà tóm lại là công thức cũng đơn giản hơn là chúng ta chỉ cần là lấy cái năm sinh dương lịch, trừ đi cái năm sinh dương lịch xong cộng thêm 1 là được rồi. Nôm na là như thế. Nhưng mà cái này là tính theo tuổi, tức là tính bằng lịch âm, chứ không phải tính bằng lịch dương. Thế phải qua Tết thì mình tính là sang tuổi được. Ví dụ như sinh năm 1984 đi, đúng không ạ? Thì sang năm thì lấy 23 mà trừ đi 84 là ra 39 cộng 1 là thành là 40 tuổi. Thì cái tuổi mà chúng ta làm lễ hay là cúng bái á, thì chúng ta dùng cái tuổi này. Cái tuổi này là tuổi hạn. Tuổi hạn thì nó căn cứ vào sao. Thì năm nay cái sao đấy nó chủ quản đến giờ đấy, thì lấy cái đấy gọi là hạn. Chứ không phải là đây là đếm cái số tuổi hay là số trưởng thành của tế bào trong người. Anh chị hiểu đoạn này rồi chưa ạ? Mình phải hiểu đấy là đây là đang xem sao. Thì chúng ta tính vào cái sao này năm nay nó nằm ở chỗ đấy, sao này nó nằm ở chỗ này. Đó, thì người ta sẽ xem theo cái bảng, tra theo bảng như này. Tôi hay đọc là, ví dụ như là Nam La Hầu, tôi đọc là Hầu Tú Diệu Bạch Dương Hớn Đô Âm Đức. Bên này tôi đọc là Đô Hớn Đức Âm Tú Hầu Dương Bạch Diệu. Thì tôi cứ bấm tròn trên bàn tay, thế là cái đấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó dừng lại đâu thì nó vào tuổi đấy. Cách thứ hai là tra bảng. Tra bảng xem mình tuổi gì thì xem sao gì. Ví dụ tôi sẽ năm 40 tuổi đúng không? Sao tôi Nam Mệnh, tôi sao Thái Bạch. Đây. 40 tuổi đúng không ạ? Thái Bạch. Còn nữ vợ tôi Thái Âm, ví dụ thế. Ví dụ như là sang năm là 44 tuổi đi, sinh năm 80 đi. Đúng không ạ? Sinh năm 81, 43 tuổi, sang năm là Nam Mệnh Kế Đô và nữ là Thái Dương. Cái tra bảng là nhanh nhất. Đúng không ạ? Ví dụ sinh năm 1979 là 45 tuổi đi. Đúng không ạ? Nam Mộng Đức, nữ Thủy Diệu. Ví dụ vậy. Ví dụ như là sinh năm bao nhiêu, cứ xem một số tuổi, cha sang bên phải thì là nữ mạng và sao bên trái thì là nam mạng. Sau khi mà biết được mình là sao gì rồi thì chúng ta quay lại cái bảng này để chúng ta tra xem là cái sao đấy thì tính cách và ý nó thế nào. Còn muốn luận nó chi tiết thì trong tài liệu nó có từng tuổi một để luận rồi. Thì chúng ta hiểu cái nguyên lý của nó thôi, nguyên lý của nó. Thì cái này gọi là cửu diệu. Và cửu diệu này thì người ta hóa giải bằng cách là thông thường người ta làm một cái lễ gọi là lễ dâng sao giải hạn, và thông thường được làm vào khoảng trước cái ngày rằm tháng giêng hàng năm.